đi không? Cái này là trực quan nè. Đáp chảo hả? Cô đấy khoảng tôm 10 như này. Tôm 10 chín mừng. Hay làm cho kiểu ảnh đi. Rồi. Rồi bác ta. Nổ lớn tờ cà phê do con. Nhanh tú, bác cho đĩa cay nó trả về mắt cái tú. Không có đâu, không có đâu. Nó nhỏ nhỏ vậy. Nó có gió nhỏ nhỏ cho điện ngay hết. Cái này về xóa tha chậu đi. Về luôn cái chậu bán. Rồi nó sung lên thôi. Vũ trực lâu hung rồi, nào có dịp ghé lại à. Ghé thăm cà phê do kho. Có một số ô bữa cũng khá đặc biệt.
Cái này nó ôm cái viên đó cũng. Nhà khó lậu. Phía dưới chân cũng nhà một phiên. Sân quê cái này nó giòn. Không biết lý do tại sao mà được nhận tiền hả? À?